Các bạn cứ thường đi chơi những chỗ sang trọng, có chân đàn piano, trong lòng thì muốn chơi nhưng lại không biết chọn bài nào. Hôm nay Nghĩa sẽ giới thiệu các bạn tác phẩm cơ bản những bạn học piano đều sẽ được tập qua. Bên cạnh grand piano cổ điển thì đây là upright piano với thiết kế hình hộp nhỏ gọn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được những âm sắc đặc trưng của đàn piano cơ. Các bạn hãy cùng mình trải nghiệm nhé. Có một lưu ý nhỏ dành cho những bạn khi tập bài này, đó là bài được sáng tác vào hoàn cảnh piano chưa có pedal nên đừng sử dụng pedal nhé. Và đây chỉ là tác phẩm cơ bản dành cho người mới, còn nếu bạn quan tâm đến con đường chuyên nghiệp, hãy tham khảo những chương trình học tại trường nhạc Việt Thương, các khóa học từ cơ bản lên đến nâng cao dành cho cả trẻ em và người lớn. Và bạn nào đã tập xong tác phẩm này rồi thì hãy để lại comment bên dưới xem có những lưu ý nào cho những bạn đang tập không nhé. Bye bye.